Bộ dàn mà em thiết kế ghép cho các bác thì nó sẽ hơi khác một chút, là sẽ gồm cả đầu CD, tức là đầu phát đĩa CD đấy. Lý do thì đợt này một là đang dịch bệnh, mà hai là cái thông tin vừa rồi thì các bác biết rồi, nó đang bị đứt cáp. Em lo là cái YouTube nó bị đơ, các bác không có gì để nghe giải trí thư giãn trong những cái ngày cách ly dịch bệnh ở nhà. Em sẽ ghép luôn cả đầu CD đấy. Một bộ thì vẫn là mang tính chất là bình dân, rất là bình dân thôi. Tuy nhiên thì em cố gắng ghép một bộ nó mang tính chất là cộng mợ. Đấy, trong cái dòng âm thanh bãi mà cái những cái bộ dàn phối ghép, nó có một cái từ, có một cụm từ đây là cậu và mợ, tức là ý nói đến cái vấn đề hợp. Thì hôm nay em ghép một bộ này rất là hợp, hợp về những cái tiêu chí về hình ảnh, tức là về cái cấu hình ghép nó phù hợp này, và quan trọng nhất là cái chất tiếng nó hợp lý. Đấy, đấy là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Và bây giờ với em, với Thắng Audio thì thêm một cái nữa, đấy là ghép làm sao mà nó đạt được cái tiêu chí là bình dân nhất, tầm tiền hợp lý nhất, nhưng mà lại đạt được cái phát huy được hết những cái chất tiếng của loa, của âm ly, của equalizer hoặc của CD. Đấy. Và đương nhiên là hợp lý bình dân nó phải theo cái chất, bởi vì đây hàng bãi, không lấy cái tiêu chí rẻ, không lấy cái tiêu chí rẻ để mình gọi là mình cạnh tranh hoặc là mình gì, mà quan trọng là cái chất. Đấy, các bác đang nhìn là cặp loa cây JBL LX 800, và nhắc đến dòng loa JBL thì chắc chắn là cái lựa chọn đầu tiên của bác ghép loa JBL đấy là âm ly đời nông, và hôm nay bộ hôm nay là sẽ như vậy luôn. Và không những âm ly đờ nông, em còn ghép cả đầu CD đờ nông luôn cho các bác. Đấy, đây là cái củ nó bác. JBL LX 800 made in Đan Mạch. Đấy, nói để nó, tức là sản xuất tại Đan Mạch. Nhưng cái dòng này, củ là củ Pháp. Đấy, âm ly đờ nông 390 45 mã. Lại là sản xuất tại Cộng hòa Séc. Đấy, rất là hay. Đấy, đờ nông CD đờ nông 755 25 mã made in Japan. Đấy, thì chia sẻ các bác chút thì những cái loa hay âm ly, những cái sản phẩm công nghệ mà nó có những cái yếu tố công nghệ nhiều ở trong đấy ấy, nó có nhiều bộ phận, nhiều linh kiện ấy, thì các bác biết là nó sẽ có nhiều nơi sản xuất để cấu thành một linh kiện, xong rồi để đặt một ở chỗ nào đấy để lắp ráp lại. Đấy, thì cặp đấy 800 là dạng như thế, và chiếc đầu CD đường lông 755 25 mã lần này thì nó cũng là một sản phẩm made in Japan điện trăm. Có cái điều là khác ở chỗ con 394 thì là sản xuất tại Cộng hòa Séc, một cái nước ở châu Âu, chứ không phải là made in Japan, nhưng mà điện vẫn là điện 100. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác nghe cấu hình này. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo số 098 369 8807. Lòng mơ.